Trong miệng của cậu à, cái cục này nắng thì càng lạnh thì lúc ê qua đây nè, đừng rút đầu ra khỏi tủ lạnh nha, khi rút lại tôi sẽ tới cứu cậu. À, tim của anh hình như là đang ngừng đập rồi, làm sao bây giờ? Không sao đâu. Mau lấy đồ phong hết các cửa sổ. Nhanh nhanh lên. À.
Là người đạo thuộc đâu, tấm gương này sẽ vô hiệu đối với tôi. Sư phụ, chú hả? Chú có rời không? Chú không có sao. Sư phụ à, làm gì vậy? Coi nó ra sao? Răng còn chưa? Không bị phanh thay bị dây đè chết mà. Nè, làm gì đi. Không phải là nó.
Sư phụ cho chết. Thôi sư phụ sao hả? Không sao chứ? Không có sao. Sư phụ. Mời đi con Liên coi sao. Mời đi. Nè, chưa cao lên, đừng có buông tay nha.